shop ba con vịt xin giới thiệu các bạn ba lô kiếp linh kéo đứng ha bạn ha. Đây là mặt trước của ba lô à, bao gồm có ba ngăn, một cái ngăn nhỏ tiện dụng phía trước là đáy nó sâu tới dưới đây luôn nha các bạn. Hai là ngăn nhỏ phía trước à, đây đây à, mặt trong có rất là nhiều ngăn nhỏ rất là tiện dụng cho các bạn nha các bạn ha. Khóa kéo cũng rất là trơn mượt ha. Mình tin giới thiệu rồi. Đây à, ngăn chính lớn và rất là rộng nè bạn, đáy rất là to, có cái ngăn để đựng laptop luôn các bạn ha, 15.5 inch nha. Đây là mặt sau của ba lô, qua giày chắc có đệm mút êm ha bạn ha. Logo dây kéo của Kipling nè, logo chữ Kipling luôn à. Và đây là toàn bộ tổng quan của ba lô Kipling kéo đứng nha, xin cảm ơn à.